Xin chào anh chị các bạn đang theo dõi kênh Chợ Sài Gòn. Đây là một cây mai. Trong cái buổi hôm trước, anh Út Đực và anh Phương Bình có tạo dáng thế cái cây mai này ha, và một số cây mai tứ quý khác ở vườn mai Lộc Tài ở đây nè, hai cây này luôn. Thì trong buổi ngày hôm nay em trở lại vườn mai Lộc Tài để quay cho anh chị một số cây mai tứ quý mới về vườn, và có một số cây dáng thế cũng là nó hơi rối nùi nha, nó hơi rối nùi. Thì nhân dịp anh Hảo ảnh cắt cây, em tiếp tục quay cho anh chị xem một số dáng thế cây khó cắt tứ quý nha anh chị. Bữa hôm nay là 100% là tứ quý hết ha. Rất nhiều cây mai khó cắt, và trong cái video ngày hôm nay là sẽ cắt toàn bộ, anh chị mình cùng đón theo dõi nha. Đây, đó, những cây này nè, bữa nay về không biết là bao nhiêu cây vậy anh Hảo ơi. Dạ, cái này về được. Chào anh Hồng, chào kênh Chợ Sài Gòn, chào tất cả bà con cô bác trên kênh Chợ Sài Gòn nha. Hôm nay em về được 20 mấy cây tứ quý nữa anh. Lát tới cây nào cái mình xem mình báo giá mình cắt cây đó liền tại chỗ luôn ha. Hôm nay anh Hảo có cái nón đẹp quá ta. có một con nắng quá. Rồi mình dứt cái cưa đâu rồi anh? Cưa đây để đây cưa. Phôi mới toàn bộ nè cây này. Mấy giờ mình bứng được bao lâu rồi ha Hảo ơi? Cái này về nay chắc được 2 bữa anh. Bây giờ em sẽ quay cho anh chị xem cây này, cây số 1 đi. Dạ. Trước khi xuống cây số 1 là nếu mà cây nào giao lưu là giá nó bao nhiêu em? Dạ, như cây này thì em bán 16 triệu anh. 16 triệu, hoành nó chắc 50 mấy anh. 50 mấy anh, hoành nó 50 mấy. Đây, lấy thước đọc thử. Cái này để mình xem trước khi đo là nó 16 triệu, mà sau khi cắt là trước khi cắt 16 triệu, sau khi cắt 52 anh, năm bữa cỡ 52, 51, 52 á. Hoành 50 51 đi. Dạ, đó 51. Là cứng luôn á. 51 hoành cứng. Rồi cái cây này á thì cái tàn của nó nếu mà để như vậy á thì em thấy, theo em á thì em thấy như vậy thì nó không đẹp. Thì em muốn cưa luôn. Cây này giờ đó là một cốt mà chứ ở lên đây là có 3 nhánh nè. Cái thân nó chà quá đi. Cưa xả nhánh này cái nó mới cưa được đứt cái nhánh này. Mình bỏ bớt ra từ từ phải không? Giờ cái này giờ rong từ từ á, nhưng mà rong từ từ thì em tính dứt đầu đinh luôn. Thôi tầm bậy, đừng mắc trước anh Công. Tại vì tầm bậy không. Cái tàn để anh chỉ ra, bữa nay để anh chỉ ra. Anh Hồng chỉ coi. Anh Hồng chỉ coi cái này nó cong qua đây vậy giờ, rồi nếu mà mình làm cái tàn nó nghiêng qua bên, rồi đây hai cây tử này nữa. Đây dáng người ta có cây tứ quý này giáo lùa nè. Lùa quang bên nè. Giờ em cắt hai cái cây nhỏ này trước đi ha. Cái này nó hơi đời quá đúng không? Hai cây này nó hơi đời quá. Hai cây nhỏ này trước coi coi sao. Anh dứt sát đây trước cái đây. Rồi anh coi cái ở trên cây làm sao anh nghiên cứu với em nha. Đây, để anh em mình nghiên cứu á. Mấy anh em ơi, 500 anh em ơi, nghiên cứu với em đi. Để coi mặt tiền nó đi đâu nè. Nghe nó mà vậy để coi mặt tiền lấy bên này luôn cho rồi. Chứ mặt tiền bên kia là không thấy được cái nhánh, hai cái nhánh con này ha, đúng không anh chị? Nếu mình chọn mặt tiền bên kia là không thấy hai nhánh này. Vậy mình chọn mặt tiền bên này đi. Đó, hai nhánh tử ha. Hai nhánh tử là dứt luôn. Đó. Rồi. Rồi bây giờ hai nhánh tử mới lên đây. Nó vậy coi sao. Nó cong qua bên này. Giờ mình vậy là cái này sát vô ha. Hả? Thúc cái này sát vô ha. Thúc cái đó sát vô đi. Cho nó trống cái coi tiếp. Trống mình coi tiếp nha. Thằng này nó đơ quá phải không? Rồi cho nó đi luôn. Hai cái dưới luôn ha. Chắc vậy sao chút còn dạ. Chữa lại kịp nha, còn chữa lạnh lại nha. Đó. Này bữa nay em lên là thầy giáo luôn rồi nè. Anh Hồng là tính ra là anh Hồng giỏi, anh Hồng đi
tất cả các tỉnh thành, tất cả các thầy đều phải Nói anh đùa Hồng với anh vậy. đã qua tất cả các trường lớp, câu lạc bộ. Ơi trời ơi, cắt cái đó coi yên ổn nha, cắt bậy rồi, Hả? cắt bậy rồi, cái nhánh lùn của người ta cắt bậy rồi ông ơi. Vậy à, hả? Chết bà. Lỡ rồi nó vậy luôn rồi sao vậy? Lấy ra luôn. Này nữa ha, Từ cắt từ một từ ít. cái nhánh chính của người ta nè, cái nhánh chính người ta nó cong nha, đúng không? Chứ này nó đi đi xéo qua đây không ạ? Vậy là cắt thằng này nè, Ừ. còn thằng nãy đáng lẽ là Còn phải xem lại á. thằng nhỏ này giờ dứt nó ra luôn rồi gỡ nó ra luôn ạ. Hả? Gỡ nhỏ Rồi này ra gỡ luôn. nhỏ luôn đi, Cho anh trống. rồi Rồi. gỡ luôn thằng là thằng thằng này ra luôn đi. Này Ừ. luôn không? À. Này mới khó cưa nè. Sao đứt nó đi nè. Cứu từ dưới lên á. Vậy ha. Ừ. Nó không được lên nè Đi xéo vậy nè, à, cưa xéo như vậy thì được xéo bên này nè, lớn bên này xéo vậy nè, đó rồi đục nó lại ha. đó. À, đúng rồi. Mai này là mình ở đâu thấy bùng sình không vậy? Cái này ở Đồng Tháp anh. Đồng Tháp nè, Ừ, Đồng Tháp Lai Dung Đồng Tháp không? Cao Lãnh Đồng Tháp. À, Cao Lãnh Đồng Tháp. Nổi quá. Rất Cái nhánh này nhiều là phải bỏ ra nè. Không? nhánh này anh, Từ từ, từ. Cái nhánh này nè, nguyên cái đầu tôm bỏ thằng này luôn nè. Phải không? đúng rồi đó. Mình xưa không biết đâu đầu tôm là cái gì đâu. Đầu tôm là sao em cũng chưa biết nữa nè, nó bự quá hả? Đầu tôm nhưng mà ngay ngay cái cục nè đó, nó tua tủa ra quá trời nhánh nè. Anh Út kêu là đầu tôm, anh đúc đực À. giờ để coi giữ lại nhánh nào đây. Dứt đây hả? Hả, cái nhánh này em biết hả, bỏ hả, Ừ. uổng. Cái nhánh này nè nó bị đơ nè. Nhánh này nè. Ờ cái nhánh này nè, Nó thẳng đứng chọt lên nè. lấy lại chọt lên đó, đúng rồi, Giờ phải cưa ngang. Gỡ gỡ nó nó ra ra. luôn. Gỡ nó ra. Ừ Mà phải cưa làm hai lần mới lấy nó ra được nè. còn khó vậy hả, Tại nó dính với thằng trên nè. Đó, nó dính với thằng trên đó. 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 Chống được này dứt luôn này. Ở rút này ra chứ. Chưa ra được nữa chứ. Dính lấy cái này, Giờ từ lấy nào ra. gỡ cái này ra trước đi, gỡ nó từ từ đi, Gỡ nó ra trước đi. nó bị hiếp cái nó liền với nhau hết trơn, không có đường lấy ra. Gỡ vậy được không quý vị khán giả đang xem đài? Này là cắt như vậy xong rồi cắt đầu đỉnh luôn. Nghi lắm à. Vậy sao rồi, từ từ. Nhánh này nữa. Cái này nó đang uống lên đây nè, phải Ừ. không? Đó, đang uống lên đây nè. Vậy là cái này mới thúc vô đây thôi. Dạ. Thúc này thôi. Đó, bỏ nguyên cục đây luôn. Nó Đó. gỡ ra được rồi đó. Rớt luôn nè. Nhìn thấy nó sáng sủa hơn rồi nè. Ủa như nãy em mới lật cái cây lại hả hay sao ta? Chưa, nãy giờ cái cây không có lật, để y luôn anh. Nãy giờ để y vị trí ban đầu á. Cái này mặt hậu nè anh Ừ. em,
mặt hậu nè. Bây giờ cục này thấy ghét quá nè. Cắt luôn hả? Từ từ. Này nó bị bể ở đây rồi. Nó bể ở đây nè, nè. Từ từ nha. Này cắt đây còn không? Mình dứt đó luôn đi. Cắt ở đây nè không? Thử coi, nó có bị hư vô tới trong đây không? Hên quá, không có vô tới trong. Nó chỉ mới có bị nứt rồi vậy thôi. Vậy là nó cũng vô tới trong rồi. Ý là nó không có bọng á, cũng đỡ. Nó mới có răng thôi. Thôi anh em mình xem lại cái mặt tiền coi vậy được không? Thấy cũng chưa được đâu. Vậy nếu mà trồng á thì phải chỉnh qua này nữa anh ha. Chỉnh thử coi. Chỉnh thử. Nhưng mà nó cũng cộng chữ C á. Dạ. Trồng cộng chữ C luôn. Dạ. Đây. Chỉnh thử nha, coi được chữ C không? Thêm bên này nữa. Được không anh? Đó. Thấy cũng được chứ, tại vì cái cọng đế bên này nó còn dài nè. Cọng đế bên này dài, môi ra là nó cũng bằng ở dưới nha. Dạ. Dưới nó cũng bằng luôn á. Tức là mình chỉnh thẳng lại nè. Ở trên trong còn rối lắm. Gỡ cái đó ra. Này để đục đó, để đục sau. Chỗ này thấy xấu quá ha. Xấu quá, cái tiện xuống đây luôn. Tiện xuống đó là phải tiện mấy này lại luôn. Dạ, tiện mấy này, tiện mấy này lại luôn. Giờ một là mình chơi thế này, hai là mình tán đầu đỉnh dưới luôn. Hả? thẳng băng nữa thì tán ngay đây hả anh? Hả? Tán ngay đây cái thẳng băng luôn hả? Thấy sao quý vị khán giả, anh chị em góp ý giùm em coi cái này tán ở đây được không, hay là để như vậy để mình lấy cái tàn lớn để vậy mấy cái tàn lớn giá trị nó cao hơn giống như mẫu tử đi một mẹ hai con á. Cái này là mẫu đúng luôn, tại vì cái dáng chính của nó công công là mẫu, chứ còn nó phải nói chật là cha con. Cha rồi. Này là mẫu luôn hả? Này là mẫu tử đi ha, mẫu tử mẹ che chở cho con. Chất nguyên cái tàn bự trên đây che cho con dưới đây. Coi như là mẹ đơn thân hai con. Rồi cái thứ nhất 16 triệu bây giờ còn nhiêu? Rồi anh chị em góp ý giùm mình cho cái comment nha. Rồi cái thứ nhất, rồi cái thứ hai, cái thứ hai cái kia đi. Cái này cắt dày được à. Này bữa em cắt gọt không? Dày. Dạ. Cái này thì bao nhiêu cái thứ hai? Cây thứ hai này em bán cái bầu của nó là 70 anh ha. Cây này em bán 11 triệu. 11 triệu cho cái hoành luôn. Hoành này chắc được 40. Cái nó hoành nó được 44 anh. 44 hoành. Cái củ nở của nó là 85. Chiều cao từ dưới mặt này lên tới đây là 109. Dạ. Cái sổ nôm này của nó như vậy là 35. Cây số 2 là 11 triệu anh em. Dạ. Này là đã tính phí bao ship không anh? Cái số 1 thấy nhìn thấy tức sao quá. Bao ship 300 cây. Bên phía sau nhìn nó không đẹp. Dạ. Phía sau nhìn nó không đẹp. Cái mặt sau này nó không đẹp. Mặt trước nhìn nó đẹp. Mặt sau này á, nếu mà muốn cho nhỏ gọn là lấy bên này thì phải kiểu như nút vậy, sát đây à. Bỏ thằng đỏ đầu tôm luôn á. Bỏ thằng đầu tôm này để lấy một này chắc bỏ này luôn quá ha. Dạ. Thì nó sẽ gọn lại liền. Bỏ thằng đầu tôm này. Thằng này bỏ thằng này luôn, ba dạ. Thằng này thành cụm luôn. Dứt luôn. Thì nó sẽ gọn khô à. Đó. Tại sao mình không dứt luôn? Bây giờ này nó chỉa nhìn nó. Vậy cứng. không có chơi gió lùa nữa thì dứt luôn. Khoan, cái này là gió lùa hả? Nhưng mà đây cũng đổ lùa, thằng này nó hết lùa rồi, dựng đứng lên là hết lùa rồi. Hết lùa rồi. Mình thấy chữ C. Ở phía sau nó hơi rối. Đúng không? Cục này hơi rối. Tán ngang đây nè.
Dứt luôn đi. Đây luôn, dứt luôn đi anh ha. Nhìn khó chịu quá. Bắt bắt chớ lên phường. Nhìn khó chịu quá. Cây này già cây lỗi đỏ. Có nhiều dòng đúng không? Ừ. Lỗi á. Đây giờ cây nó còn dày dứt không nữa luôn. Dứt này luôn ha. Ừ. Dứt hồi cửa lỗi luôn anh ơi. Cái lỗi quá sức cái lỗi. À. Rồi giờ thằng này nó chỉa ra trước mặt người ta nè. À, thằng này thấy dứt luôn. Nó chỉa ra trước mặt người ta nè. Đây mặt tiền nằm bên này nè. À, mặt tiền bên này mà giờ nó xỉa vậy phải dứt luôn. Rồi, coi từ từ chắc anh, phải dứt nữa quá. Anh Út chỉ vô nước có lý chứ, vô nước cắt im. Chắc phải hay là dứt không, thằng này dứt xíu luôn nè. Ừ. Vô em với thằng đỉnh trước chứ. Ha. Này hả anh? Hả? Không, đây nè. Bỏ cái mặt cắt đó luôn. Vậy ha. Đúng rồi. À, vô nước cái cắt im ghê á. Hơi sâu một chút. Rồi, à. Lắng lứt luôn, hết bị tì vết luôn. Vậy đó máy này xẹt lên luôn, xẹt lên luôn, xẹt xuống đây luôn. Ha. À. Nay anh Hồng là tại sao thấy còn nguyên cái đầu tôm mới chảnh kìa. Đó. Cái hồn mình xẹt đây luôn. Hả? Giờ sát vô đây ha. Sát vô đây. Cho hết cái đầu tôm đi ha. Ngắm kỹ nha. Rồi coi đầu tôm còn dữ không anh? Thấy cũng còn dữ lắm mà. Vậy là gọn dữ lắm rồi đó. Còn mà thấy à. Cái này nguyên một cục ở đây à. Ờ, thằng này cũng nguyên cục ở đây à, còn không thì chỉ có vậy thôi. Là gọn nhất. Anh em thấy sao? Anh em thấy sao góp ý kiến cho em cái nghe. Rồi giờ mình tạm thời mình rồi, để tạm vậy thời đi. Mình để vậy đi. Rồi, à, rồi cây thứ ba. Cây thứ ba ha, cây này thì cũng cắt sơ rồi. Cây này bao nhiêu? Giờ cũng còn gói, cây này em bán cây này lấy 18 triệu anh. Cây này hôm bữa bán 20. Thôi giờ bán 18 triệu thôi. Bây giờ chiều cao nó tầm khoảng 80. Dạ. Cái chiều dài con thú đang ngửa mình ra nè. Là nó cũng khoảng 85 90. Dạ cái hoành của nó ngay đây anh, đo vị trí ngay đây khoảng 44 anh. 44. Ừ. Rồi nếu mà đo qua đây luôn á là 57. Còn sổ nôm của nó là 30. Đây cây này làm hình dạng con thú đúng không? Dạ. Con thú đang nhiều chân á, nó tựa ấy lên trời á. Này nó quái quái chưa biết là hình gì nữa nè. Hình thú á. Con quái vật. Con này gọi là con gì? Con rồng à. Đang vươn tay lên trời á. Này cắt lại mấy cái tay đó là đẹp nhưng mà chưa biết cắt sao. Chưa biết cắt sao á. Cái này hơi rối để nhưng cây này có cái cắt vậy nè. Là phải để một cái này lại nè, còn hai này bỏ đi nè, để một cái để làm lại. Cái đuôi hả? Hả? Sao cái đuôi này đang ngửa mà. À. Làm một con rồng đực nó đang ngửa ra. À. Đúng không? Phải để lại cái này nè, hoặc là để lại cái này, thôi để cái này đi. Cái đó ngay điểm giữa của nó. Ừ. Cái vét nó lại chỗ nhọn. Cái bên này là dứt bỏ nè anh, cái này nè. Cái này là ngay đây nó dính vô đây rồi. Là cái rễ khác phải không? À, rễ khác nó dính vô đây rồi, giờ cắt sát đây luôn là thành cái cây nó liền luôn. Đúng rồi. Ở bên này nó cũng lại là một cái chân nữa nè. Quái quái. Này con này nhiều chân á. Ừ. 2, 4. Nhánh này hả anh? 8, 10, 12. 12 chân á.
Tính ra nếu mà tính luôn ba cái nhánh dưới đây là tới 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 14 rồi. Không, nhánh này dưới là mình bỏ làm cái khác, à, để bỏ lại một cái thôi, à, giống này thì giống còn con đực 12 á. à. Tay ngửa lên hiểu không? Bỏ bỏ hai cái nhánh này còn 12. Rồi giờ cái này chắc để lại cho anh em cắt kiểu sao ta? Nếu mà Dạ theo theo em thì em cắt kiểu kiểu sao hay để nguyên? em cũng chưa biết cắt làm sao nữa nè, nên Cái này mà chắc khó. nghiên cứu rồi cũng phải giật cấp nó lại sao cho coi dễ nhìn. Cái này đâu phải cây chật đâu mà giật cấp, cái này em phải cắt theo cây cây quái thú, Dạ cây theo cây nó giống như cái chân của nó đang chìa rìa ra, hoặc là giống như cái cây mà bữa anh Phương với anh Út cắt đó, cắt cắt cái bỏ cây mấy bay này á. luôn, cắt bỏ mấy này luôn đó, làm một, một thân chính hả, cái này Không, dựng cắt không bỏ được. nó thành con cá hay sao? Đang được cắt thành cái à, Rồi qua cây số 4, số 4 đi. này đi anh, cây này đi. À, cây đó. À. Cái này cây cây quanh này, bốn ba mấy cây hả? này quanh 40 anh. 40. Dạ 40, cây này nó hơi quái quái, nếu mà tính từ mặt bên này thì nó giống như cái vô dáng bonsai nè anh, không một cành hai nè. Nếu mà làm bonsai thì phải phải cắt đâu ngang đây hả. À, nó hơi cao đúng không? Dạ để như vậy thì tay cành nó đều đều trên nhưng mà nó hơi cao. Cây đang cao 1m1, à, dáng quái ha, hoành 40. Cái này bao nhiêu em? Chậu hột Cây xoài. cây này thì em bán đến hơi lấy 18 triệu thôi. 18 triệu. Chậu hột xoài này 80 ha. Rồi, qua cây số 5 thôi. Cây số 5 kế bên luôn đi anh. Cây này đi ha. Kế bên. Cái số 5 này hoành chắc lớn á. Dạ, cây này hoành 57 anh. Cái này khó. Dạ, cây này hoành 57. Hiện giờ cây này em muốn giật trực một cốt lại anh. Giờ là Tại nó hai thân nè. dạ, nó hai ba thân luôn nè, nhưng Ba mà thân nè, thân nhỏ nữa. dạ, giờ em muốn giật một cốt lại á. Này hoành nó 57, cái củ nở của nó dưới đây là 78. Nôm nó Rồi giờ dài để khoảng xem coi 40. anh Hảo sau khi học hỏi anh Hồng rồi Dạ. rồi nó đưa như thế nào. Chiều cao nó lên tới đỉnh này được 68. Dạ, thôi giờ em cắt giật từ từ đi ha. Rồi Giật từ từ, có gì mình giật tiếp chứ để cưa lố quá cái mình gắn vô không được á được anh. chứ, gắn Dạ vô giống như là ghép ra xong rồi đợi nó kéo mũ lại. tới đây nó hít nó không cưa được cái chơi. Trời ơi, có xem kỹ chưa? Hát ghê không Có chân chạy nha. bảy vậy Cưa em thấy ghê quá à, hả ơi. Bữa bao nhiêu người chơi rồi cái cưa à. Nè, cưa xét hết trơn rồi ha, quay cận cho anh em coi xem cái cưa nè. nó Thấy khổ quá, nhìn cưa xét thấy hết khổ trơn quá. à. Hôm bữa cưa mới tinh nè, rồi cái cưa cái mình để ở ngoài á, nước á, tưới nước nó dằn vô cái nó sét vậy đó. Người ta phải mua cưa inox hay gì đó. Cưa chống chống sét anh. Ừ. Đó, rồi em cưa hai hai cái nhánh này rồi đó thì nó giật lại thành một cốt rồi đó anh, không coi được không? À, sát xuống nữa. Này chắc phải sát xuống nữa quá. Nó Nó, vẫn nó hơi dài, hơi sao nó vẫn còn vậy lồi cái cục này ra nè. đó. Ừ. Đây cục này. Nhà phải dứt xuống đây nữa Dứt luôn. à, Cho luôn đó là... nhỏ này coi dứt xuống nữa. Thằng đó cành 2 đúng không? Ừ. Cây này là bao nhiêu em? Cây này là 20 anh. 20 triệu. Dạ. Cây số 6 ha. Cái này hoành 57 ha. Tại vì nó có hai cái thân kế bên này nữa. Thành ra nó bự. Không mà cưa nhúng nước vô cưa láng lứt à, đã quá chứ. Bữa nào anh Hảo trồng cái em quay cho anh chị xem một cái clip mà trồng những cái phôi tứ quý này nè, vô xong cho nó hiệu quả nhất Rồi ha. Thằng này không có giật gì không? Nhỏ. nhỏ này giờ giật xuống đây nó bự quá anh ha, Bự quá hả? chắc cũng phải giật nó xuống.
Khoan khoan, vượt xuống ở ở phía giữa nó trống thì làm sao? Ở đây đây mình ghép 3-4 cái mình đưa ra. Ở khúc trên nó trống không? Hay để đại vậy luôn. Để vậy tính sao hả? Chứ em là cũng cắt đây luôn nè. Ở dưới nó là thấp quá. Anh em thấy sao cho cái ý kiến tới đây mà hai anh em mình rối luôn rồi. Dạ. Anh em góp ý mà có gì người ta nói ha. Học thầy không thầy học bạn. Dạ. Nên là anh em cứ thoải mái mình góp ý nha. Hôm nay mấy này thì có gì giật lại sao? À, này dễ chừng nào mà. Ghép chừng nào lại. Ghép cái cưa thâu vô nhỏ. Rồi cây đó 20. Dạ. Cây này đi. Cây này khó nè. Cây này đi. Cây này có gỡ không? À, cây này bây giờ khó gối à. Quá không biết đường gỡ, bây giờ quay thay rồi để cho đỡ tốn thời gian anh em á. Có gì đâu anh em đang xem mà. Mà cây này thấy có khả năng gỡ được không? Nếu mà em gỡ gỡ cây này á thì gỡ ra thì cũng làm một là phu thê, hai là huynh đệ thôi. À. Tại vì nó một cốt mà lên hai thân. Thì thường người ta hay kêu là phu thê hoặc huynh đệ đó. Cây số 6 này nó giao lưu bao nhiêu em? Cây số 6 này giao lưu 25 triệu. 25 triệu, chiều dạ. Cao 1m7. Dạ. Hoành 50 không? Dạ hoành 50 anh. Hoành 50. Để sổ 40 ha. Tàn của nó đang là 90. Tàn của nó thì đang bù xù. Bây giờ rút vô từ từ anh ha. Ừ, rút thử cái ra. Mốt anh em có cái tới quý tàn này. Mình rút lại luôn. Nhưng mà nguyên tắc rút cái này em rút kiểu sao? Bây giờ em cứ rút gọn thôi chứ chưa có biết rút làm sao nè. Rút cho nó gọn trước đi rồi mới bắt đầu mới cắt. Bỏ hai chi thành một chi ha. Dạ. Giờ cứ bỏ hai chi thành cho một chi. Cho nó không có rối nữa đi, khe tính thì tính. Xưa không biết người ta trồng không có sửa thẳng đi. Ừ, cái này người ta không có, người ta trồng người ta bỏ đại anh. Nè, rút cái này ra nè. Dạ. Em lấy cái chống mấy này ra hết đi ha. Chống hết mấy bên này ra luôn. Vậy luôn đi. Trong lỏng hết. Tại không cắt rồi cũng. Rồi cho này luôn nè. Này luôn phải không anh? Ừ. Rồi này luôn. Nhất đây luôn. Ừ. Đây luôn đi. Cũng thẳng bằng dựng lên nè. Cây này 25 triệu hả? Dạ. Tháo tốc hành luôn anh em ơi. Tháo tốc hành luôn. Anh Hảo là bắt đầu làm mai từ năm 1990 mấy? 99 à. Hả? 99. À, 99 đó anh em ơi. 25 năm cầm cưa cầm kéo. Mà chắc những năm đầu tiên mấy năm đầu tiên là chưa biết làm á anh. Là bưng bê gì dữ lắm phải không? Dạ. Kiên ghét rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Cỡ lúc đó là cỡ anh Hảo lúc đó là 18 tuổi. Lúc đó em còn làm thuê mà. À 18 tuổi là y như là Phúc nữa không? Phúc con, dạ, con của rồi. Anh Hảo à. Phúc nhỏ hơn Phúc nữa. Nhỏ hơn. Rồi đi khiêng bê cho người ta. Xi măng mà em vác lên lầu 3 em chạy không á. Ghê vậy? À, bao xi măng á. Khỏe dữ vậy hả? Không có tập thể hình gì hết mà. Bụng 6 múi y như là dân tập gym giờ vậy đó. Phải không?
giờ bụng còn mấy muối? Giờ còn có muối à. Ủa vậy bộ tập chi? Vậy tập chi? Ý là hồi đó em đâu có tập. Hồi đó đâu có tập đâu mà vác xi măng chạy giết rồi nó săn lại vậy đó. Xi măng ở đâu liên quan tới bụng? Nhưng mà làm nhưng mà cái động tác của mình làm giết cái khum lên khum xuống bóc xi măng nè rồi xúc cát giống, xúc đá làm hồ đó đó anh. Giống như người ta gặp bụng nữa hả? Dạ. Cái anh xúc cái xô đá vô, xô đá vô xô này đi cái anh khum xuống anh bê, anh giật lên y như anh động tác gặp bụng nha. Nhưng mà hồi đó bụng sáu múi em có thích không? Hả? Có thích không? Thì thấy nó khỏe thôi chứ cũng không có biết thích sáu múi. Nhưng mà có thích không? Lúc đó em không biết thích sáu múi. Bây giờ thích không? Giờ thích thì lại không được. Thì có gì đâu không được. Bây giờ thích không? Hết, giờ thích. Giờ thích luôn hả? Giờ thích thì trở về bưng bê thời xưa. Ở ra đi ra làm xi măng để em. Tới đây giờ nó rối hết trơn rồi nè. Thích thì trở về tủ ban đầu. Chứ giờ không đừng làm cây nữa. Giờ mà gác vác xi măng chắc vác không nổi quá. Tại giờ hồi đó làm ra nắng này á cũng làm được luôn á, mà giờ làm cây này ra nắng á thì đi làm được, nhưng mà vác nặng mà, vác nặng hồi cũng mệt lắm. Ra nắng mà vẫn còn trắng tươi ha em á hả? Em mà trắng vậy? Trắng mà em nước đen rồi đó, nhưng mà kiểu gì cũng thua anh út xếp à. Em biết út xếp không? Dạ biết. Anh út làm gì anh? Hả? Anh út làm mai. Dạ, biết rồi, nhưng mà ý là anh út làm gì mà thua? Anh út xếp, anh út làm gì? Anh út xếp ăn ngắn suốt ngày mà da trắng 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 y viên cá vậy đó. À. Anh mặc áo tay dài không? Út xếp cọ tới đây anh út xếp cười. Rồi nguyên cái đầu tôm đây luôn. Giờ anh cắt gọn vô thôi chứ giờ nguyên cái đầu chưa biết sao. Bỏ đầu luôn chứ anh út xếp đẹp trai lắm à, tóc dài nghệ sĩ à nghe. Bữa thấy ảnh xỏ tóc dài xuống 30/4 mới điện. Cái đầu tôm có dứt không? Này chắc phải dứt đây rồi đó. Hai cái luôn, hai thằng luôn. Dứt thằng dứng, cao thằng thấp. Dứt nguyên nùi này. Gỡ cái nồi này ra trước. Vậy là cái thằng này là thằng phu nè. Đó, còn thằng bên trái cong cong này là thê nè. Anh nữ là phải cong cong vậy. Nữ phải cong cong. Nữ phải dẹo. Cái này em phải để lại à. Này cái này nè à, nó ôm nè, hai người ôm nhau cái hai cái tay phải để lại vậy. Nhưng mà này giờ dứt dứt đó đi, dứt thằng trên trước chứ, để cho thằng trên cao hơn, dứt thằng trên trước. Không thể nè. Cậu coi nghe, cây 25 triệu à, ban đầu giờ là còn bao nhiêu? giờ còn 15 triệu. Đây anh hả? À, xuống đây cả này đi cả đó cả đi. Thấp hơn, từ từ xử lại, ngắm nghía rồi xử lại cái nữa. Nó cắt cây thấy cực khổ không à, anh em? Để làm quá cái hết cắt lại. Rồi tạm thời là tới đây đi ha anh em, có gì chỉ giáo thêm ha. Đây kết quả sau khi ngâm cứu vài phút ha. Đó. Rồi này để anh em nghiên cứu lại giúp em cái. Rồi cây số 6 25 triệu. Qua cây số 7 luôn. Cây số 7 đây. Cây số 7 thì cái quạnh 46 luôn. Anh cái củ đặc của nó là 65, chiều cao 80. Cái bầu này thì cũng 70 chừng ngang, đường kính bầu 70. Cây này em bán 5 triệu rưỡi à. 5 triệu rưỡi. Rồi dạ. Coi cái cây này giờ mình cắt sao. Cây này giống tàn đa nè. Dạ. Cây này giờ cắt tàn đa ha.
nó tàn ra sẵn rồi, dựng nó lên chút được. Tại cái này người ta trồng mé mương anh, cứ nghiêng 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 á. Ừ. Giờ chỉnh cho nó thẳng 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 lại xíu. Cái 67 này là bao nhiêu? Dạ 5,5 triệu anh. 5,5 triệu. Dạ. Hoành 50, 5,5 triệu anh em. 46 anh, hoành 46. À 46. Ừ. Giờ này giờ cắt sao đây em chưa biết nữa nè. Ừ. Dứt dứt đại. Dứt vô thằng thằng dưới luôn hả? À. Thấp dứt thấp xuống hết luôn hả? Dạ thấp xuống hết luôn anh. Vậy cho thằng đó cành 1 đi, thằng cành 1 là thấp nhất. Này hả? Ừ, thằng đó cành 1 thấp nhất. Này nó tới 5 số nhánh này chứ. Thằng nào thấp nhất? Thằng bên này gỡ gối ra trước. À, vậy là anh cắt lùng luôn rồi. Cắt lùng luôn. Cái này đâu có chọn cái nào làm đỉnh đâu hả? Dạ. Nó đều đều nhau hả? Hay là cắt kiểu bằng tay? Kiểu bằng tay 5 ngón. Có ra được không? Lấy thằng nhỏ này làm đỉnh thì... Có ra được bằng tay 5 ngón không? Bỏ, bỏ này trước nè. Ngày trước không? Bỏ thằng dính này vô đây trước nè. Sẽ đổi gói. Ủa vậy là đúng 5 ngón tay luôn rồi. Ừ. Nè 1 2 3 4 với thằng này 5 này ngón cái nè. Ừ. Ngón cái à. Phải không? Ngón cái thì sẽ kiểu như vậy nè. Ừ. Kiểu như vậy. Ngón cái bự. Ừ ngón cái bự. Ở này này ngón gì? Này ngón trỏ. Cái này ngón trỏ út nè. Này. Ngón áp út nè. Ngón ngón út nè. Đúng không? Còn này ngón 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 nhẫn nè. Nếu, nếu nếu mà ngón ngón cái nằm đây. Ừ. Thì ngón giữa nằm đây á. Ngón trỏ nằm bên kia. Ngón cái nằm đây thì ngón trỏ nằm kia, ngón giữa nằm bên này nè. Ngón giữa này luôn hả? Hả? Ngón giữa là ở này nè. Này hả? Ừ. Nếu mà tính vậy là cái này nó không đúng. Sao không đúng? Ngón ngón cái nằm đây đúng không? Ừ. Thì kế bên là phải ngón ngón trỏ. Đâu? Em vòng bên kia chứ, thằng này là cái cuối cùng mà. Nè. À. À tính cái này hả? Thằng này là ngón út nè. Thằng ngón út. À. Tay này mới đúng á, tay trái mới đúng chứ. Thằng này em cong qua đây nè. Cong lại, co về lại. Ừ. Rồi xoay qua đây, thằng này là thằng này. Đúng không? Là thằng này là thằng này. Thằng này ngón áp út nè. Thằng này ngón giữa nè, thằng này ngón trỏ nè. À. Tính tuốt bên đó. Chứ giờ không lẽ cái ngón này là nó dẻo bên kia sao được. Đúng rồi, em phải ra bên đó em coi. Đây. Đúng chưa? Thằng này thằng nhỏ nhất luôn nè. Là cho ngón út nè. Đó. Đúng không? Này nó rối quá. Giờ không biết cắt sao đây. Giờ cắt cao cao lên xíu lỡ gì cho ấy. Nó, cho nó thoáng thoáng. À, thoáng thoáng xíu đi. Rồi cho giống ngón tay. Đó ngón út cho cắt đụng nhất nha. Mấy này cắt cao lên xíu. Ngón út đó. Cái này cắt cao lên xíu chứ. Em cắt vậy nó lung tung mà. Vậy ha. Ờ. À. Lát này coi cắt lại. Bây giờ cắt sát quá khỏi sửa luôn. Dạ. Thường cái cây mà rối quá đó em cắt này luôn. Ở khoan đó là ngón giữa phải cao hơn xíu à. Cao hơn lại phải chữa nhánh này. Không, vậy là nếu mà càng ngày cao này chút lát này thấp lại. À. Coi như lấy này xuống đi. Đúng rồi. Lấy này. Đó ngón giữa đó. Đây, cái lòng bàn tay nằm đây. Cái lòng bàn tay. Đây, cái lòng bàn tay nằm đây. Hang này thành một cái. Giờ dứt này luôn ha. Hang đó phải thành một cái, đúng không? Phải gỡ thằng nhỏ ra luôn. Gỡ thằng nhỏ ra trước. Gỡ nhỏ ra trước. Rồi đó phải thấp hơn ngón ngón trỏ một chút.
Này ngón trỏ đúng không? Ê, cái đó ngón giữa. Này ngón giữa, này là áp út à? Không, cái đó là ngón ngón trỏ. Ngón trỏ. Ngón trỏ là thấp hơn ngón giữa. Đúng rồi, thấp hơn xíu. Bàn tay ta làm nên tất cả. Em biết cái cây này người ta gọi là cái gì không? Gì? Cái cây này gọi là cây cô đơn. Biết sao không? Biết sao cây cô đơn không? Sao anh? Nè, cái này là ngón nhỏ, ngón trỏ đúng không? Ừ. Ngón này ngón trỏ. Còn cái này là cái nhẫn, ngón trỏ đeo nhẫn. Mà ngón trỏ đeo nhẫn là alone, cô đơn. Rồi thằng này sao? Thằng này giờ cắt sát xuống vậy ha anh? Thằng này còn giữa, thằng này thấp xuống. Ừ. Này thấp vậy là bằng này, vậy là cho này xuống nữa hả? Ừ, đó xuống nữa. À, xuống nữa. Ok. Này xuống đây luôn à. Ngón này ngón em nhẫn nè. Ừ. Đó, giờ tới ngón đeo nhẫn nè. Này thấp hơn chút rồi nè. Cái này đi ha. Đó, đeo nhẫn nè, nó cũng bằng bằng á. Cái gì cũng được. Bằng với thằng này. Anh em thấy thế nào? Anh em thấy cái cây này phải cây là cây cô đơn không? Cây này chưa có người yêu. Rồi. Giống em. Rồi, bao nhiêu? 5,5 triệu. 5,5 triệu rồi cắt còn lại nhiêu? Chưa biết nghe nè. Nghi lắm. Hoành 46. Hoành 46 anh em ơi. Đó, còn lại như đây đó. Rồi tiếp luôn. Cây số 8. Cây số 7. Cây này cây số 7 anh? Đúng rồi. 46 để dễ nhớ. Rồi. Cái tiếp cây bên đây. Cây bên này chắc rồi xả bên hết quá. Cây bên này giờ xả không biết xả làm sao, giờ quay thôi. À, anh em xả giúp cái cây này, nếu mà xả cái nhánh này anh Hồng nhìn kỹ coi giống cái bản đồ mà Việt Nam á, anh Hồng qua anh đây nè. À, thấy. Qua anh đây nè, cái nó ẹo ẹo chữ S á. Ừ. Nếu mà xả cái nhánh này bỏ. Từ từ nha. Nếu mà xả nhánh này bỏ thì nó sẽ có cái bản đồ chữ S nè. Đó. À. Vậy mà không bỏ, mình để là một cái nhánh thôi. Ừ. Vậy là cái thấy cái này được à? Ý là xả bỏ đây thì nó sẽ hiện rõ cái chữ S này hơn. Còn chỗ đó mình không để mà để ghép được hả? Phải trong miếng mình ghép nó luôn chứ. Thì mình xả bỏ mình vẫn ghép đây được. À. Nhưng mà xả sát ở đây anh. À. Vẫn ghép được mà. Vậy dứt luôn. Ừ. Trên rồi. Thấy đẹp á. Dứt luôn ha. Ờ, à, thấy đẹp, ý tưởng hay, đẹp. Chữ F bản đồ Việt Nam, cây tứ quý bản đồ Việt Nam. Nói vậy 25 năm kinh nghiệm mà đâu phải thường đúng không anh em? Chưa thì coi đục lại. À, nếu mà đục mình có ghép nó không? Xác vô đây. Ghép vẫn được anh, cái này ghép là bình thường. Ghép đây. Vậy mấy kia mình tỉa lại phải không? Ừ. À, rồi, dứt như vậy thôi ha. Vậy thôi rồi à. Tới tiếp đi anh. Cây kế tiếp đi. Cây này bao nhiêu? Cây này à. Hoành 40 ha. Cây này hoành 40, củ 80, bầu 70. Nôm, số nôm nó 40. Cây này em bán 10 triệu anh. 10 triệu cây bản đồ Việt Nam. Dạ. Là cây số 8 á. Rồi cây số 9 nè. Rồi kế bên luôn anh. Ừ. Rồi. Cây số 9 này cũng là một cái cây hơi quái quái ha. Cây này giờ để này đo chắc đo nhiều thông số giá ấy. Lại đi. Ừ. Dạ đo nhiều thông số. Cái hoành nó 52 anh. 52 là mình đo ở dưới này. À. Tại vì này còn cây nè. À, nó dính á. À, ừ. Đó hoành 52. Cái củ nó củ nở này 83. Chiều cao nó từ dưới đây lên đây là 49. Rồi em cho giá. Cái bầu nó 80. Cái cây này giờ 17 triệu anh. 17 triệu. Dạ. Đó, cây này vậy chắc vậy khỏi cắt ha. Dạ, cây này giờ để như vậy chừng nào ghép rồi cắt thôi. 17 triệu. Rồi tiếp cây số 10. Cây cây số 10.
Ở đây cây số 10 ha. 7, 8, 9, 2, 10. Cây 10 này cao 1m. Cây số 10 cao 1m. Hoành chắc cỡ nhiêu? 45 không? Cái cây này á, thì giờ cái hoành của nó là 48 á anh. 48. 48 hoành, sổ nôm nó 30. Cái củ đặc của nó là 85. Cái đường kính bầu này cũng 70. Bao nhiêu bầu, bầu đất này 70. Cái cây này em bán 6 triệu. 6 triệu. Dạ, 6 triệu. Cây số 10 ha. Rồi, cây số 10 vậy khỏi cắt quá ha. Dạ, để vậy. Rồi qua cây số 11 nè. 11 này để ha. Em đọc thông số luôn. Rồi cây số 11 này em bán 13 triệu 500. Thì cây này hoành nó 45. Hoành dưới này 45. Cái củ nở dưới này của nó là 87. Nôm của nó là 40. Chiều cao là 1m19. Đường kính bầu này là 80. Cây này ai mà chơi tàn dù á thì đóng cái tàn dù, tại này thoát thân hơi cao ạ. Thoát thân 6 tấc ạ. 5 tấc mấy, 6 tấc. 13 triệu 500. Dạ, 13 triệu 500. Cây số 11 ha. 11. Qua cây qua 12. Cây 12 chắc phải cắt sơ sơ. Cây 12. Rồi, cây 12. 12 này nhiêu em? Cây 12 này 6 triệu luôn anh. 6 triệu hoành. Dạ. Cái này cái hoành của nó là được 45 anh. 45 hoành. Hoành 45. Cây này bên đây ngồi nè. Bỏ ra. Coi như cái cây con này là bỏ ra đo bên đây vậy là 45 á. 45 hoành. Thì cái bầu của nó cũng 70, cái củ đặc của nó dưới đây là 65. Chiều cao còn tàn này là giờ là 1m09, nhưng mà chắc này chắc cắt gọn làm rồi cắt tóc hành thử coi. Đúng. Cắt được không? Dạ không biết đường cắt á anh. Cây này khó. Khó, để nghiên cứu đi ha. Cây này để nghiên cứu lại, nó quấn lùm lum rễ của nó anh coi nào, bên này là chưa khai thác á, tức là cái bầu này giờ làm lại là nó nhỏ lại mà cái nó sẽ lòi cái đế này ra. Rễ nó còn cộng bự bự không nè. Chưa có làm bầu. Cây này để tứ diện nha anh em. Trở về làm bầu không kịp. Rồi giá là 6 triệu cây 6 số 12 triệu. Dạ. Còn cây bự bự có bán không? Rồi cây bự này hả? Cây bự này bán luôn anh. Cây bự này bán 50 triệu. Anh em rồi cho thông số luôn chơi. Cái này là cụm rừng đi anh em. Ai là thích quái quái thì chơi. Cái cụm rừng này đo cái dòng eo ngay chỗ cái dòng eo này á. Này nha. Đây thước là 115. gì đó thì đứng bên kia. Mình đó. Em đứng bên này nha. Đây anh. Giờ mình đo như vậy. Đó là cái dòng eo như vậy nó khoảng 110, 115 gì đó. Đó. Thì cái xuống dưới đây á, cái dòng rễ dưới đây á là 300. Dòng dưới đây là 300 á. Ở hai cây thước á. Rồi chiều cao nó gần mét á, bao nhiêu em? Cái cây này thì bán 50 triệu nè. Cái bầu bề ngang cái bầu là 1m nha. Mà mình giá là mình bao ship chưa? Dạ, bao ship rồi đó anh, 300 km đổ lại. Là 50 triệu. Cây này là cây quái ha, anh em nào thích thì chơi. Rồi cây số 13. Dạ, cây số 13. Cây này luôn. Rồi, cây số 14 là cây này đi. Chiều cao 1m2. Dạ. Chiều cao 1m1 anh chị. Đó, rồi cho thông số luôn em. Rồi cái này hoành 50 ha. Củ đặc của nó là 80. Rồi cái đường kính bầu nó cũng là 80. Nôm nó sẽ sổ là 50. Rồi cây này nó có thêm nhánh bay này nữa ha. Đó, củ đế nó cũng đẹp. Cây này em bán 22 triệu. 22 triệu. Dạ. Những cây bay này trong năm rồng này là rất hợp nha anh em. Dạ.
đã bao ship ha, bao ship 300 km ha. Rồi cái này chắc khỏi cắt ha. Dạ, cây đó khỏi cắt rồi anh, về anh em có trồng cắt lại nữa chứ giờ cắt nữa sát gạt luôn rồi. Rồi tiếp luôn. Rồi tiếp cây này, cây số 14. cây 14 này cái hoành nó 41, 45 tùy đo ha, đo trên 41 với 45, nôm nó 40, sổ nôm nó 40, chiều cao nó được 76, cái cũ đặt của nó là 72 anh ha, rồi À. cái bầu của nó là 70. Cái này cũng hơi hơi dấu lùa ha, mà cái này nó hơi bị đơ cái nhánh này nè. Dạ, thì nó có một cái vết lửa nhỏ bên này, thì cái này là em bán 12 triệu. 12 triệu. Dạ. À, cái này giống hai cái tay lên à. Hai tay dễ lên. Dạ. Đế nó cũng khá đẹp bên này nè anh, mà nó chỉ bị lửa ngón tay nhỏ ở trên đó. Hoành 41 nha anh em. Nè, có cái lỗ bằng ngón tay, em để ngón tay lên nè. Đây. Rồi cái cây này cây số 15 đi anh ha. 15. Rồi cho thông số luôn em. Cái hoành của nó cũng 42 luôn, nhá, 42 40 tùy đo. Chiều cái củ đặc của nó vậy là 61. Chiều cao 50 ha, nôm 45. Cái bầu được 70. Bệnh 42 là đo khúc này á. Dạ đo khúc này, À. còn còn nếu mà đo hết như vậy á thì nó là bự ạ. Ừ. Bự lắm ạ. Nó không. Rồi cái củ đặc này nè. Nó 80 á. Chiều cao gần 60 nha anh em. Đó, gần nó gần Cái 60 cây á. này nếu mà cắt á em thấy cắt cũng vô dáng bonsai lắm à. Ha, cành Này 1, do nó cành vô dáng 2. thú rồi. Hả? Cành 1, cành 2, dứt ở đây cái nữa. Chơi bonsai hả, này dáng bonsai hả? Dạ. Mặt bên này nè, mặt bên kia thì nó không 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 đẹp. Mặt bên này Bonsai đẹp. là nó này cành 1. Dạ, cành 1, cành 2. Đó, cành 2. Mà cành phong này nó đi ngược. Ừ. Cành phong này nó là bên Chỉ đây. cắt phải cắt xuống quá. Dạ, cắt xuống luôn. À. Cắt xuống đây luôn. Là mất 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 cái cành đó. Cây số 10 Cây cây số 15. 15 này 10 triệu anh. 10 triệu. Dạ. Rồi con 16 coi. Rồi, cây 16 là cây này. Cây này nó cũng hoành, nó cũng hoành được 48. Củ đặc của nó 90. Chiều cao 50. Dạ. Sổ sổ nôm của nó được 20 á, 20 22 á. À. Thì cây này em bán 5 triệu. Rồi mình coi cây 17 coi. Rồi, cây lại đây đi anh. Mấy cây này bữa mình báo chưa? Mấy cây này bữa chưa 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 có báo, bữa có anh Phương rồi nhưng mà chưa có báo. Đây Muốn nhạt báo quá. luôn đi. Thôi lại đây đi anh. Mười mấy rồi. Đó, 16 rồi. cây đó 16 ha. Cây cái cây 15 ấy, giờ qua đây mới 16 không anh? Đúng rồi. Cái gì đây? Trời ơi. Đây, cô cái gì gái đây? này đã có cái quần mặc rồi. Thấy được không anh? Hả? Lịch Lại chụp cái coi. sự Hả? chưa? Quá lịch sự luôn. Ồ, mặc cái quần Cô mặc gái cái này quần đã đẹp có quá ta. cái quần vô đẹp không? Y xì luôn. Rồi đây em có một số Học cây. lạ Bình Dương. Em có một số cây là cái này là thuần 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 chậu, thuần 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 chậu thuần mô anh. À. Đưa vô thì giờ cái này hoành nó cỡ 30 á. Chiều cao 1m3, Dạ. tán ngang 1m25. Dạ. Hoành Đó. là 30. Cây này Tới thì 30 không? cỡ cỡ hai mấy 30 à chứ không 28, không hơn. 30, Dạ. 28 à. Dạ. Cỡ đó. Bao nhiêu cây này ghép đó, cái gì 5 đây? triệu anh. Ủa, tứ quý Vin hả? Tứ quý Vin. Trời ơi, nhìn sơ sơ thấy bẻ bẻ, tưởng cây ghép. Cây Vin nha anh em. 5, 5, 5 triệu, 5 triệu. 5 triệu. Dạ. Rồi, coi cái đế nè. Đế đẹp nha. Đế Bên kia cực biết kỳ thiếu á. không nè. Dạ. Bên kia biết thiếu đế không nè. Ôi ôi. Trời ơi. Góc này đẹp dữ ta. Hai góc nó đẹp lắm. Góc này đế tứ diện luôn anh em ơi. Rồi còn gì nữa mà không alo cái góc này anh em ơi, chơi tứ quý viên luôn. Mới đầu tưởng cây ghép. Rồi đây một cây nữa. Cây Rồi. này con thú ăn, giống Cái thú này ăn. 5 triệu Dạ. là số 10 16 đúng không? 16 đi. Dạ, Rồi. 16. Rồi số 17. Rồi cây này 17 đi. Hãy quên để ghi vô cái em thôi mình không nhớ số. Cây Đặt hỏi. 17 chiều cao cũng 1m35. Rồi, tán ngang cũng 1m35 luôn. Đó. 17. Cây này 5 triệu rưỡi anh ha. 5 triệu rưỡi, hơi hơi hình dáng thú nè anh dáng em. Thú. Dạ. Đẹp hơn cây Đây. kia xíu.
À, nó giống cái cây của em ở nhà nè. Cái này cắt lại hoặc là tỉa lại thành cái dáng thú luôn nha. Cái này em phải để bỏ cái kia luôn á. Tay cành đều hết nha. À, cái này bao nhiêu? 5,5 triệu. 5,5 triệu là anh em móc cái này ra nè. Đặc biệt có cái là em có nhận vô chậu rồi em ghép luôn cho khách nha. Ghép siêu bông Bình Lợi, siêu bông Sài Gòn các cái. Này chân trước nè anh em. À, đây là nguyên của cụm đuôi ha. Còn ở chân sau nó còn dấu ở trong cụm đuôi nha. Đó. Còn mấy cái này mình thích để về cũng được, mà mình cắt cũng được, nhưng mà thấy để về cho nó mạnh nè. Để cho nó mạnh rồi từ sau này mình cắt sau. Rồi coi bên này coi. Con thú này đẹp quá anh em ơi. Em lôi xích ra ha. À. Cuộc nặng quá. Thôi được rồi, được rồi. À, được à. Đó. Con thú nha anh em. Cậu Linh, nhà cậu Linh xách này lên cái chậu này nha, chút cho nó đẹp hơn cậu Linh. 5 triệu cây mã 617 ha. À, xách nổi mang tài. Chậu này nè. Anh em mà thích dáng thú ha, mình lấy cây này 5 triệu. Đây. Quành nó cũng cỡ 28. Gãy không? Quấn trét keo quấn lại. Này quành chắc 26 á hả? Dạ. Cây này quành 28, 29 anh. 28. Dạ. À. 5 triệu cây số 17 là đẹp á. 5,5 triệu. À 5 triệu rưỡi hả? 5 triệu rưỡi, cây kia 5 triệu, cây 5 triệu rưỡi. À. 5 triệu rưỡi. Rồi cái cây này nữa nè. Chân nó phải cắt lại. Cây này cây 18. Cây này 18, nó hoành nó cỡ 44 anh. Một cốt. Tay cành đều. Thác thân 25-30. Dạ. Chiều cao của nó được cỡ 1m7. Cái bầu 80, cái này cũng đã thuần bồ rồi anh ha. À, cái này thì em cũng có nhận anh chị em mà mua rồi gửi lại em vô chậu em ghép á. Ghép siêu bông Bình Lợi, siêu bông Sài Gòn. Dạ, dạ. À, anh em thích cái dáng cái giống gì thì anh Thảo cũng hầu như cũng có hết á. Cây này thì em bán 15 triệu anh. À. Cây này thì có một cái hai cái lỗ ha. Dạ, hai cái nhánh của nó hồi trước á, hai cái nhánh giống như cây nó lên mấy nhánh nhỏ chặt bỏ. Hai cái. Rồi, đế thì đế đẹp nha, 15 triệu. Dạ. Rồi, đế cây này cây này 18 ha anh. Ừ. 17 rồi tới 18 này ha. Rồi, cái cây bên này 19 luôn đi anh ha. 19. Rồi cây 19 một cây đế đẹp luôn. Dạ. Chiều cao nó đế cũng đẹp. Cỡ 1m4 ha. Này. Số nôm nó cũng 3 tấc, 2 tấc mấy 3 tấc nè. Tính từ đây là 3 tấc. Thuần bồn, tay cành đều, đó, để tứ diện ha, bao nhiêu? Dạ cây đó 14 triệu anh. 14 triệu, à, cây mã số 10. Cây 19. 19. Rồi, tới cây 20. Tới cây này cây 20. Cây 20 cao 1,5 m ha, 1,5 m, 1,6 m đi. Cây này cao hơn 1,6 m. Cây này cũng thuần bồn ha. Một cốt rất ngọn, dạ, thuần bồn. Một cốt rất ngọn. Cái này chắc xả tàn ngắn vô. Cây này tán ngang hiện tại của nó là 1m3. Cây này em bán 13 triệu anh. À 13 triệu. Quanh là quanh nó cũng 40 á anh. 40. Dạ. Rồi cây 21. Rồi cây 21 đây. Cây 21 đế đẹp quá ta. À, cây này đế đẹp ạ. À. Chiều cao nó chừng 1m4. Dạ. Mấy cây này là đã thuần bồn hả anh chị em? Thuần bồn. Tức là nếu mà trồng ở bồn trước cửa là giờ chỉ cắt băng keo ra đặt xuống là đắp đất xung quanh là sơ dừa cho trấu trộn vô là ok á. Cây này hoành từ 42 không? Dạ, cái này cũng cỡ 40-42 anh. À. Tùy đo à. Cho 40-42. Dạ. Thì tay cành nó đều hết á. Một cốt cái này trực. Đẹp. Đế sổ nôm đều hết ha. Rồi giá. Rồi cây này em bán 16 triệu anh. 16 triệu anh em xem cây này được nè. Đế đẹp á. Một cốt rất ngọn nha. Rồi qua đây, cây này nữa nè. 22. Cây số 22 này cũng đẹp cực kỳ á. Đẹp hơn cái cây 21 luôn á. Cây 22 tới mặt cắt nó tầm 60 thôi. Mà giờ ngọn nó lên tới hơn 1 m rồi đó.
Dạ. Tốt đó. Cây này nuôi lâu lắm rồi. Về nếu mà về mà trồng bồn là về là ghép liền luôn. Ghép liền được. Còn nếu mà mình vô chậu thì phải sổ ra thì đợi vài tháng, chứ cái chậu này trồng bồn trước cửa là về là ghép liền luôn á. Hoành ba mấy 40 ha. Dạ, hoành nó cũng 40 anh. Rồi mình để sổ cho giá luôn, cây 22. Cây này cũng 16 triệu anh. 16 triệu. Dạ. Rồi, cái cây này cây M3 anh ha. M3 thì cái cây này là ghép siêu bông mình lợi rồi. À. Cây này thì em bán 10 triệu anh. Cây này hoành cũng 40-42 anh, tùy đo à. Nè, cái tay em mà nắm còn dư cả khúc này, nếu mà tính ra cả 44 á. À. Tầm khoảng 44 hoành á. Chiều thì... cao dạ, gần 90 ha. À, cây này tay cành nó cũng đều ha, đế nôm nó cũng đều xung quanh hết. Thì cái này đã thuần bầu rồi, giờ chỉ bỏ vô chậu là trồng thôi. Rồi đó, cho giá luôn nha. Thì cái này là 10 triệu anh. Cây 23 là 10 triệu. Dạ. Ghép siêu bông mình lợi rồi nha. Đã ghép siêu bông mình lợi dính ha, siêu bông mình lợi. Rồi còn cái nào nữa? Rồi còn hai cây ngoài đây nữa anh. Cây trong đây có không? Cây rồi phải không? À, đó rồi anh, còn cây này 24 ha. Cây 24 này thì hoành nó cỡ 30-32 anh. À, tay cành đều. Cũng đã thuần bồn rồi đó. À, bộ rễ bàn đều đẹp hết ha. À, cây này em bán 7 triệu. Tay cành đều hết. À, hoành là 30 khoảng này chắc 33 quá. Khoảng 32-33 đó anh. Rồi. Cây 20 cây này 7 triệu. Này cây hai mấy rồi? Dạ cây này cây 20 24. 24 rồi, qua cây 25 cây bự nè. Cây bự này cây 25 hoành nó 50 ha. Chiều cao 1m8, hoành nó 50. Để đẹp nha. Dạ. Đó nếu mà vậy thì nó cũng cả 50 anh ha. Ừ. Đây. Đế đẹp mà cái này làm cây tàn dù được anh ha. Dựng đứng nó lên vậy làm tàn dù. Rồi đế tứ diện nha. Đó. Dựng đứng nó lên vậy là làm tàn dù đó. Thì cây này em bán 17 triệu anh. Cây 25 17 triệu, tiếp luôn em. Dạ. Rồi bây giờ ở đây là còn ở đây có hai cây, quay vô đây có nhạc đó sao không anh? Hai cây tàn lẻ luôn. Tiếp tục cây 26. Dạ, cây 26 đây. Cây 26 đây là một cây tàn đã sửa 3D sẵn hết rồi ha. À, ai có thích chơi zin anh em. Dạ, ai thích chơi zin á thì chơi. Cao 3m, ngang 1m8. Đây. Cây này em bán 17 triệu anh. Đế đều đẹp hết á. Tay cành ở trên anh có quay lại, người ta uống tay cành cũng đều mà uống kẽm để giữa sân đẹp lắm. Thuần bầu hết à. Hoành nó tầm khoảng cỡ 40 anh. Gần 40. Dạ. Rồi cây 26 giá là 17 anh. 17 triệu. Và cây 27 luôn nè. Cây 27 đây anh, cây này 5 triệu anh. Cây này hoành nó 35 anh. Cây cao 1m8 ha, hoành 35. Tàn nó 1m. Đó, 7 triệu. Hay cây 27. 5 triệu. À 5 triệu á. Cây 27 là 5 triệu. Tại vì cái đế của nó đẹp được một bên này nè. Nó đẹp được bên này, còn bên này nó giống như cái ớt con thú à. thú ngồi bên đó anh. Dạ, anh em bên này nó không bên có đế cho nên là nó rẻ. Ừ. Nó có nguyên cái bộ đế bên này thôi. Bên này rồi, 35 hoành tới quý 5 triệu. Dạ. 27 cây á. Rồi, vậy là hết rồi đó anh. Rồi vậy em cho anh em cái số điện thoại. Số điện thoại của em là 0908452177 ha. Em bán em có nhận lại ghép luôn. Anh chị em nào mua mà muốn em ghép thì em sẽ ghép siêu bông mình lợi, siêu bông Sài Gòn hay là các loại giống khác anh em thích đó, yêu cầu em sẽ ghép luôn. Còn siêu bông mình lợi nếu mà mua riêng thì giờ mình giá của mình là? Dạ, siêu bông mình lợi mua riêng thì bây giờ em có giống nè, 300-500 lạng cây nè.
Rồi bán bo thì 15.000 bo. Một cây 300 mà 500 mà lấy được khoảng bao nhiêu bo? Cây 300 thì em lấy được khoảng hai mấy bo anh. Còn cây 500 thì lấy ba mấy 40 bo. Giá của mình bán báo giá phôi nãy giờ là mình có ship luôn. Bao ship hết anh. Bao ship. Cây giống 300 500 em cũng bao ship luôn. Còn dạ. Cây phôi thì bao ship 300 cây, cây dạ, giống bao ship toàn quốc. Dạ. Cây giống thì bao ship toàn quốc, còn cây phôi thì em bao ship chỉ 300. Cây phôi mình có lấy cọc không? Dạ, cây phôi lớn này thì em có lấy cọc trước em mới gửi ship á, còn cây phôi bán giống thì em mấy trăm ngàn em không lấy ship cũng được, không lấy tiền trước cũng được. Rồi thôi mình tới đây mình tạm biệt anh em, anh chị các bạn xem lại thấy hợp cây nào thì alo lại nha. Dạ, còn thấy cây nào mà cắt chưa được thì cũng mình cũng có bẫy vô để nhà vườn mình xem tham khảo cắt lại nha anh em. Dạ. Em cũng cảm ơn bà con đã coi hết clip ha. Có anh em nào thấy hợp thì ủng hộ giùm em cây ha. Em cảm ơn nhiều. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh chị các bạn trong clip tiếp theo.